Ủa, anh kiếm à? Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Ok. Đã nói không nhảy mà. Không có nhảy mà. Không có nhảy hả? Thôi được rồi, bung quá. À, ủa, nãy là em nhảy á hả? Nãy lên là nhảy á hả? Rất là duyên dáng, chị đứng gần quá đó. Em tưởng nó chạy đi, em đi chợ chứ. Mà ra điệu đang, em không biết nhảy mà. Là bác đừng có để nhạc nữa. Em nói em không biết nhảy mà, cứ mở nhạc hoài vậy. Em không nhảy nữa đâu mà cứ nhảy. Mặt rất tỉnh nha chị. Trời ơi, duyên dáng chết đó trời. Sao Cưng cảm giác với cái màn nhảy hồi nãy như thế nào? Em thấy anh Hứa Minh Đạt nhảy dễ thương hơn. Dễ thương hơn. Bậy nha. Bậy. Mối tình. Hai mối tình. Nhưng mà không biết có bị dính lời nguyền không mà không quen qua một tháng. Kéo dài không tới một tháng là em nói số lượng tuần đi. Ba tuần mấy? Hả? Một cuộc tình kéo dài khoảng 3 tuần mấy. Sao ít vậy? Vì sao mà chớm nở lại chớm tàn như vậy? Lý do? Em không biết luôn. Thời cấp 3, hai đứa quen nhau bình thường thôi, cũng nhắn tin này nọ. Sắp sửa 1-2 ngày nữa tới 1 tháng thì chia tay. Vì sao? Tự nhiên cái hai đứa hết tình cảm nhau luôn. Mà bạn đó giờ quen bạn trai rồi. Trời đất ơi. Trời trời, gu hai cô này lạ nha. Trời sao thoảng dữ trời. Mối tình đầu tiên xe nháp, bỏ. Tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng quen gần 1 tháng cũng chia tay. 3 tuần mấy ơi, nữa hơn rồi. Hơn 3 tuần. Vì sao thế? Cũng nhiều chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà đại khái là hôm đó bạn nó hẹn đi xem phim. Ừ. Xong bạn nó bệnh không đi được. Bạn nó nói là hôm sau anh sẽ bù cho em. Hôm sau bạn nó nhắn tin anh đi với chị khác rồi, không có nói gì tới em hết. Cái mối tình đầu là em biết rồi, lỗi là lỗi tạo hóa rồi đồng tính. Nhưng mà cái cuộc tình thứ hai á, tại sao lại như vậy? Em nghĩ một phần là do em nữa, em bị động trong mối quan hệ á. Em không có thổ lộ ra nhiều nên là chắc có thể vậy, nó dễ xích mích này kia. Không, nhiều khi thấy em rụt rè quá, đúng không? Bình thường nó vậy á. Bình thường nó vậy. Thân là nó khác lắm. Khác là khác sao? Điên hơn. Điên hơn đúng không? Dạ. Anh hy vọng ngày hôm nay em đến đây em sẽ điên hết cỡ nha. Rồi, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em cái đầu tầm 1m7. Em 1m67. 1m67, bên đây 1m mấy? Dạ, cao 1m75. 1m75, đó, một anh 1m67, em 1m75. Cao được lắm á. Ừ. Rồi, gì, rồi nữa? Gì nữa nè? Đặc biệt là mũi cao. Trời, mũi cao. Trời ơi. Mũi dọc ôi, dừa, khá cao. Cao vút luôn. Rồi, quay trở lại với chàng vận động viên của tôi nha. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì nữ thì dưới 1m65. Đừng có chảnh quá là được. Ngỏ lời nói chuyện á, bạn nó quay đi chỗ khác á, không nói chuyện với mình. Thì mình không thích như vậy. Có nghĩa là mình tới phải có đậu đèn xanh đèn đỏ, cũng phải có nhá đèn cho mình biết đường mình đi hay mình đứng hay mình chạy, phải không? Dạ. Chứ còn im là không được, phải không? Ít ra phải trả lời một câu rồi đi. À dạ. Rồi, hiểu. Hy vọng hôm nay sẽ có được cái người mà nó phù hợp với em ha. Dạ. Thế còn em thì mẫu người mình lý tưởng là dạ, người như thế nào? Cao khoảng từ 1m50 tới khoảng 1m6. Cân đối một chút, rồi nói chung là biết đối nội đối ngoại. Thế hôm nay chúng ta đã nghe sơ bộ hết 4 nhân vật ở trên đây ha, về mọi cái điểm của bạn ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thăm hỏi ý kiến của người thân. Rồi bây giờ tôi ưu tiên cho chàng trai ngồi một mình trước. Em xin chào mọi người, em tên là Tài, em là đồng nghiệp trong công ty chung với anh Đạt. Anh Đạt là một người rất là vui tính. Vậy hả? Rất là thích pha trò. Rồi. Rất là biết quan tâm, rất là chi tiết trong công việc luôn. Nhưng mà cái việc tán gái thì hơi dở xíu nha. Vậy á hả? Tốt rồi. Lắm mà không chưa ai hốt hết trơn á. Tốt chưa ai hốt. Hôm nay em thấy là hai cô gái của chương trình như thế nào? Về bạn Uyên thì hôm nay bạn đi bằng mặt đồ rất là đẹp. Bạn là một người thích một kiểu công chúa mơ mộng. Còn bạn Trân là có thể lên đây là bạn chưa có nhiều ý để bạn nói, nhưng mà em thấy bạn là, nếu bạn là MC mà bạn ra ngoài chắc bạn vui tính lắm. Thì là hai bạn đó thì chỉ chọn một thôi, thì em chọn bạn nào? Em nghĩ là bạn Trân sẽ hợp hơn. Cảm ơn em nha. Hy vọng là ý kiến đó sẽ hỗ trợ cho Đạt để lựa chọn cho chính xác nha. Rồi, quay tới ba bạn trẻ bên đây. Dạ em xin chào ạ. Em tên là Lan ạ. Em là bạn đồng nghiệp của bạn Trân ạ. Thì theo nãy giờ em ngồi thì em cảm thấy là bạn Đạt sẽ phù hợp với bạn Trân. Lên đây bạn Trân không có được
bung xả hết mình, cho nên mọi người không có thấy được cái độ điên của bạn. Cho nên sao kỳ vậy, tại sao lên đây không bung xả vậy Trân? Thì trong một cái buổi training, người ta thường thường người ta sẽ bắt nhạc lên cho mình để thư giãn đúng không? Thì bạn Trân sẽ là đứng ra bạn nhảy cho mọi người xem luôn, bạn nhảy trực vậy đó chị. Cho ta thư giãn đúng không? Dạ. Ê, bây giờ mình bắt nhảy gì luôn được không Tường? Giờ nhảy bên đây thấy sao? Giờ ta đang còn trong vòng bí mật mà chỗ nào nhảy? Lát nữa đi ha, lát nữa đi ha Tường ha. Rồi. Trời ơi, để dành. Rồi bây giờ qua hai bạn bên đây. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và hai anh bên đây ạ. Em tên là Huy, em là bạn của chị Bù ạ. Anh ghế màu xanh thì có nhiều cái điểm mà chị Bù tìm ạ. Như là biết nấu ăn nè, sinh năm 91 nè, cao nè. Rồi cảm ơn các bạn nha. Hay quá. Rồi bây giờ muốn nhảy nhót cái gì, bây giờ mình phải mở cửa để cho ta nhảy liền nè. Khoan chị. Hả? Anh ghế màu xanh ngồi đúng cái logo hồi nãy đi. Để tôi mở ra. Cái logo trong tấm hình đó. Hình của anh Tám á, anh Thọn á. Rồi tôi mở ra. Thôi coi đúng không? Vô thế ngồi đàng hoàng. Để tôi mở ra cho vô thế đàng hoàng. Đó. Cười tươi nha, cười tươi. Y hệt cái tem vậy luôn. 2, 3. Mở cửa trái tim. Wow. Ôi. Tôi nhảy đúng chưa? Đúng logo chưa? Được không? Rồi, cảm xúc của em như thế nào em gái? Làm tràn tiếng Thái coi, liếu lưỡi không? Đúng logo chưa? Em mắc cười. Sao mắc cười? Người ta đẹp trai vậy mà anh Thỏ không đúng hả? Rồi, đúng logo luôn, muốn gì nữa? Sao? Em chưa kịp xem luôn á. Sao vậy? Chưa kịp xem, làm lại. Làm nữa hả? Ờ, một cái gì đó mình phải... Chết em. Liếu làm à. Sao, thấy ổn chứ? Thôi, thấy em thấy sai rồi chị. Rồi. Rồi, đẹp cảm mà. Xúc của em như thế nào? Người ở ngoài thật nhìn ngon hơn hay là trong hình nhìn hay hơn? Nhìn hình dưới này đẹp hơn. Em nhìn hình nào nữa? Ở dưới sàn á, cái mặt ảnh từ trên mà phản chiếu xuống dưới sàn á đó. Trời ơi, cái ánh nhìn của em dưới sàn là nhìn cái kiến đó là đẹp. Đúng rồi, anh nhìn đi nó đẹp. Vậy là em nói chuyện nhả là em à, anh khỏe không? Em là em đứng nhìn cái kiến gì không á hả? Chà, cô này cô cũng lững lững chánh thần may lắm nè. Ổn cho em, ổn không? Rồi. Dạ, em nhận xét như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở dạ, ra có cảm xúc gì? Em thấy bên nhà gái mình rất dễ thương chứ. Dễ thương ha. Dạ dạ. Có sự sao xuyến rung động gì chưa? Dạ nó sắp sắp rồi chị. Em nó... thấy có vẻ cũng dạy gái ha. Không hiểu ai kêu gì lắm ấy ha. Phải không? Muốn vợ lắm rồi chị. Muốn vợ lắm hả? Dạ. Bình tĩnh từ từ. Rồi bây giờ còn hai em à, cảm xúc của em là như thế nào? Dạ. Đạt khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy hai cô gái bên kia. Dạ cảm xúc thấy hai bạn bên này dễ thương. Ok chị. Ok. Dạ. Sao xuyến lòng không? Có một cái gì đó sao xuyến lòng chứ? Dạ. Hồi hộp vậy. Trân thì sao? Dạ em thấy đúng gu em chị. Đúng gu em chị. Ai đúng gu em? Ai đúng gu em? Ý là bạn ghế đỏ. À bạn ghế đỏ đúng gu em. Rồi bây giờ mình vô cái vụ nhảy hồi nãy nè. Đúng rồi. Bung xóa. Đúng gu em là mình phải biểu diễn liền. Lên em nhảy chung xóa liền em. Hả? Mọi người nhảy chung với em luôn hả? Ở đâu anh ra anh nhảy chung, em chỉ anh nhảy luôn cũng được. Music, music. Cái đường nhảy như thế nào? Music lên em ơi. Anh kỳ quá à. Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Anh kỳ quá, bắt nhảy hoài à. Ok. Đã nói không nhảy mà. Không có nhảy mà. Không có nhảy hả? Thôi được rồi, bung quá. À, để dạ. Là em nhảy á hả? Nãy lên là nhảy á hả? Rất là duyên dáng, chị đứng gần quá đó. Em tưởng đâu chị, em đi chợ chứ. Mà ra điệu đang à, em không biết nhảy mà. Làm ơn đừng có để nhạc nữa. Em nói em không biết nhảy mà, cứ mở nhạc hoài vậy. Em không nhảy nữa đâu mà cứ nhảy. Mặt rất tỉnh nha chị. Trời ơi trời, quá à. Duyên dáng chết rồi trời. Tao cần cảm giác với cái màn nhảy hồi nãy như thế nào? Em thấy anh Hứa Minh Đạt nhảy dễ thương hơn. Dễ thương hơn. Bậy nha, bậy lắm nha. Bạn Trân đã nhảy rồi thì giờ em hát nè. Hát nè, 2, 3, vô. Chứ. Rắc mi khâm tỏ hộp mưa sân chờ thơ. Lèo chờ mày rắc thơ đã dàng ngày. Giác mộp chi huyết lê chị chạy. Hay phiền tài thơ thao nán. Rắc mi khâm tỏ hộp mưa rau chờ căn. Sáng khoảm phủ phán căn đuôi hua chạy. Sân chờ đu lè mộp hua chạy. Hay thơ khôn điêu. Ai là phim gì? Em thấy việc sắp cái khúc đó là nói về cái gì? Em giải thích câu quan trọng thôi nha à. Là tình yêu sẽ có câu trả lời khi em gặp được anh. Wow. Nhưng mà bài hát này là
trong phim gì? Dạ, gì quên rồi. Hình như là Tình Yêu Duy Nhất. Dạ, em thì em thấy em cũng có tài năng gì thôi, để em hát một đoạn nhạc. Rồi. Câu nãy chị thấy em ngồi ra cái tướng em là có tài năng rồi đó. Có lắm rồi. Có tài năng rồi, hát đi. Dạ. Cưng. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi. Em quên chị. Thì em yêu ơi là để ba chấm là để nói với em yêu đúng không? Dễ thương. Sao nghe giọng hát ảnh sao cưng? Dạ hay nhưng không bằng idol em. Trời ơi, hay không bằng idol em? Không thì em nói vậy thôi chứ hay. Rồi nên giờ tới Đạt. Dạ chắc em thể hiện vài động tác về. Ờ. Đó, vài động tác thể thao. Wow. 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 Còn Nguyên, còn Nguyên chưa có. Đây nè, tới em. Nãy Đạt kêu biểu diễn tới Đạt này thôi chứ gì. Một cái một là rớt luôn chứ không thể nào mà dích lên mà đập tay chỗ này nữa. Hay ha. Ở vậy nhảy bung cao quá ha. Người ta mạnh đó. Được, những chàng trai của chúng ta rất là tuyệt không.